Bước đầu, cơ quan công an xác định công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện sinh năm 1985 làm chủ tịch hội đồng quản trị và em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh sinh năm 1989 làm tổng giám đốc cùng các công ty thành viên tự chẻ các dự án không có thật tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Các mảnh đất này đều chưa có thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp phép cho làm dự án, nhưng đã được Alibaba quảng cáo phân lô, bán đất nền và quy động tiền khách hàng. Đến nay đã ghi nhận Alibaba lừa đảo hơn 6.700 khách hàng để chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Bước đầu chúng ta đã khởi tố vụ án, khởi tố đối với các cái đối tượng đúng người đúng tội và sẽ tiếp tục để mở rộng vụ án đối với các tỉnh. Chúng ta làm triệt để đối với cái vụ án này, thông tin cho dư luận nắm bắt được. Ngoài việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ anh em Luyện, Lĩnh, công an đang làm việc với nhiều nhân sự chủ chốt của Alibaba, đồng thời khám xét trụ sở chính và các văn phòng chi nhánh của Alibaba tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ vụ án. Công an cũng kêu gọi các nạn nhân của địa ốc Alibaba liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin phục vụ điều tra vụ án. Vụ việc công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc quảng cáo phân lô bán đất nền các dự án bánh vẽ. Một lần nữa cho thấy, lĩnh vực kinh doanh bất động sản luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thiếu tính minh bạch. Qua hàng loạt vụ việc tương tự bị phanh phui gần đây cũng cho thấy nhiều khách hàng còn quá dễ dãi trong việc tham gia mua bán bất động sản để rồi phải khóc ròng với những dự án ma.